xin chào 500 anh em, chào mừng 500 anh em đã quay trở lại với kênh Chuyện Tổng Hợp. Hôm mà Thiên Long Nhân tổ chức kỳ thi săn bắn ở God Valley, băng hải tặc Rock cũng đi tới đó dù không được mời, bởi trong mắt quý tộc thế giới thì bọn chúng chả là cái thá gì. Mà tự tiện đến lỡ rồi mọi người lại bảo đu bám cũng kỳ, nên nhiều thành viên trong băng nghị cứ nằm trên tàu lướt đen Mercy theo dõi qua màn hình để nắm bắt thông tin. Biết bao nhiêu lần Thiên Long Nhân thanh lọc dân số thế giới rồi, nhưng tư duy của chúng vẫn thế, thắng thua không phải là tất cả, chúng muốn chiếm hết tài nguyên thiên nhiên ở God Valley, cho nên Rocky Sebek quyết định tự xông lên đảo mà không thèm xin vé, cho biết thế nào là đất rừng Valley phiên bản Thiên Long Nhân. Ý tưởng táo tợn này đã vấp phải sự ngăn cản từ Edward Newgate, ông từng khuyên thật lòng thuyền trưởng, bởi thời điểm đó Rocky Sebek là hải tặc số 1 thế giới, người ta phải mời mình đàng hoàng thì mình mới đi, đằng này trong mắt người ta mình chả là cái thá gì, tự nhiên mình phải tự chạy đến xem chùa thì có ra thể thống gì nữa. Tuy nhiên Rock lại quá cố chấp, giá như hôm đó ông ta nghe lời Newgate thì đã không phải bỏ mạng, bằng Rock huyền thoại sẽ không tan tác giữa tay Garp và Roger. Nhưng chắc chắn phải có lý do nào đó khiến Rock đi xe bếp quyết tấn công God Valley cho bằng được, đến mức có thể gọi là liều mạng. Phải chăng giữa hắn và Thiên Long Nhân có một mối thù nhất định phải trả đây? Đó cũng là chủ đề chính trong video ngày hôm nay của kênh Chuyện Tổng Hợp. Một, Rock đi xe bếp từng là nô lệ của Thiên Long Nhân. Theo thuyết tâm linh, mỗi khi có một nhân vật mới xuất hiện là nữ, 99% sẽ đưa ra suy đoán đó là mẹ của Luffy. Tương tự với câu chuyện về Thiên Long Nhân và nô lệ, thường thì những ai có thù oán hoặc dính dáng đến thượng tầng thế giới, nhiều người lại đoán người đó từng là nô lệ như Kuma, Fisher Tiger hay Bồ Hàn Cốc. Rocky Sebek không phải là ngoại lệ. Theo lời kể của Sengoku, thì Rock đã phạm phải nhiều điều cấm kỵ của thế giới, lại còn mang khởi tự đi trong tên nên mọi thông tin về băng hải tặc Rock và hắn đều bị xóa sổ. Vậy câu hỏi đặt ra là Sebek biết được bao nhiêu và hắn nắm giữ bí mật gì của Thiên Long Nhân? Lưu ý rằng tiêu đề và nội dung hôm nay sẽ không liên quan nhiều. Mình đặt câu hỏi liệu có phải Rocky Sebek từng là nô lệ hay không? Bây giờ mình sẽ đưa ra câu trả lời. Theo quan điểm của mình thì là không, Rocky Sebek chưa bao giờ là nô lệ, nhưng hắn có một mối thù sâu đậm với bọn Thiên Long Nhân. Rock đã chờ rất lâu mới có cơ hội báo thù vào 38 năm trước. Muốn hiểu vấn đề thì chúng ta cần xem lý do Rocky Sebek khuất phục được cả Dâu Trắng và Big Mom là gì. Mình chỉ tập trung vào hai cựu tứ hoàng này bởi Shiki luôn nuôi tham vọng thống trị thế giới, trong khi Edward Newgate thì không, và Big Mom cũng từng có một ước mơ hết sức thuần khiết, đó là tạo ra một vương quốc bình đẳng cho mọi chủng tộc chung sống hòa bình. Cả đầu cũng vậy, lão ta muốn tạo ra một vùng đất vô pháp vô thiên, lấy đó làm bàn đạp chinh phục thế giới. Hiện tại Tít vẫn đang tiếp tục con đường đó, và theo mình đây chính là ý chí của Rocky Sebek. Vậy nếu không phải là nô lệ thì làm sao Sebek biết được nhiều như thế đây? Mình nghĩ ông ta và Edward Newgate có cùng hoàn cảnh, quê hương cả hai đều không đủ tiền cống nạp hàng năm cho Thiên Long Nhân, vì vậy nó không có nhân quyền, không được hải quân bảo vệ rồi trở thành bãi chiến trường, thậm chí còn thảm hơn cả vùng quốc Vodka của Kaido. Nhưng ít ra đảo Sphinx vẫn may mắn chán vì nơi này chưa bị Thiên Long Nhân sờ đến, sau đó Dấu Trắng nổi lên và bảo vệ quê hương khỏi các băng hải tặc khác bằng uy danh của mình. Còn quê hương của Rocky Sebek càng may mắn hơn, mình nghĩ rằng Thiên Long Nhân từng tới đây để săn. Đúng vậy, một kỳ thi được tổ chức từ rất lâu trước đó đã diễn ra ở hòn đảo quê hương của Rocky Sebek. Nơi này không trực thuộc chính phủ nên nó bị chọn. Hắn đã chứng kiến cha mẹ, bạn bè và tất cả đồng bào bị tàn sát chỉ vì họ không đủ tiền cống nạp. Đứa trẻ Rocky Sebek may mắn sống sót nhờ sức mạnh bẩm sinh, sau này nuôi ý chí báo thù Thiên Long Nhân. Vậy quê hương của hắn ở đâu? Mình đoán nó chính là Hachinosu. Sau khi cuộc thi của Thiên Long Nhân kết thúc, vùng đất đó biến thành nghĩa địa khổng lồ, không còn ai sống sót và thuộc sở hữu của chính phủ. Tuy nhiên Hachinosu quá nghèo nàn, chẳng có sản vật gì nên chính quyền cũng không thèm đoái hoài đến nó. Từ đó hòn đảo trở thành thiên đường dành cho tội phạm, hải tặc khắp nơi kéo về đấy trú ngụ. Cho nên cái ngày cách hiện tại hơn 40 năm, Rocky Sebek trở về quê hương trấn áp tất cả, lập ra băng hải tặc Rock huyền thoại và lấy Hachinosu làm căn cứ, bởi vì hắn có một ước mơ nghe rất to tát, đó là thay đổi thế giới để không ai phải cống nạp hàng năm cho chính phủ đổi lấy nhân quyền nữa. Rock sẽ tiêu diệt đám cặn bã đó và thiết lập một trật tự mới, cho nên Edward Newgate và Charlotte Denlin đều đi theo ông ta. Rocky Sebek chọn con đường làm hải tặc, lấy đảo hải tặc Hachinosu làm bàn đạp tấn công Thiên Long Nhân, tiến tới việc thống trị cả thế giới. Kaido luôn thần tượng Rock, cho nên lão chọn Wano làm căn cứ chính để tiến công, bởi nơi này có địa thế đặc biệt thích hợp trong việc phòng thủ. Zoran thì giống Sebek hơn và cũng mưu mô hơn, hắn chọn Hachinosu làm đại bản doanh, nhưng thay vì chủ động tấn công thì Tít lại đàm phán. Hắn muốn biến Hachinosu thành một quốc gia có chủ quyền, được chính phủ công nhận. Dĩ nhiên, vua Dâu Đen sẽ có vé tham dự hội nghị Lê Bailey, qua đó tiếp cận nhiều vấn đề của thế giới mà một hải tặc thông thường không thể, rồi mới tìm cách lật đổ bọn chúng. Có lẽ Rocky Sebek cũng từng có một ước mơ lớn lao đủ để khiến người như Dâu Trắng và Kaido kính phục, dù ông ta tàn bạo, không phải là một hải tặc nghĩa hiệp giống Roger hay Luffy, nhưng cũng không hoàn toàn là kẻ xấu. Big Mom thuở nhỏ cũng rất hồn nhiên, bà ta có một ước mơ đẹp. Cách Big Mom cái trị Totoland cho thấy bà ta là một nữ hoàng giỏi, người dân tình nguyện đổ tuổi thọ để được sống dưới sự bảo hộ của Big Mom. Họ vui vẻ với việc đó vì ở Totoland tốt hơn nhiều so với ở Wano Quốc, Alabasta hay Thread Rosa trước khi được Luffy giải phóng.
Bằng chứng là Oda không để cho băng mũ rơm giải phóng Totoland vì vốn dĩ nơi này đã quá ổn rồi. Kaido thì bán mạng chiến đấu, lấy tiền cho tiến quốc vương cống nạp. Nhưng hắn vì tấm vé dự Lepeli mà bán Kaido cho hải quân khiến Kaido ôm hận trong lòng. Rodri Sebek cũng thế, tất cả chỉ là nạn nhân của chế độ cai trị mà bọn thiên long nhân áp đặt. Cổ nhân từng nói, nhân chi sơ tính bản thiện, không ai sinh ra đã là người xấu, chỉ có môi trường sống tha hóa họ. Dâu trắng không hề phản bội Rock, ngược lại bố già còn hết lòng dốc sức vì ước mơ của Sebek cũng là điều ông nhắm đến. Chỉ là lời kể của Sengoku khiến chúng ta hiểu lầm Rodri Sebek. Có lẽ tất cả nợ hắn một lời xin lỗi. Mấy công bảo Rock tốt đẹp, nhưng nếu hắn là phản diện thì những kẻ suýt bị băng Rock giết ở God Valley còn là phản diện của phản diện. Câu chuyện về sự cố God Valley ban đầu được kể là một sự kiện kinh thiên động địa. Nơi này từng xảy ra trận chiến tàn khốc giữa Liên minh Hải quân và Hải tặc do Garp và Roger dẫn đầu để chống lại băng Hải tặc Rock. Theo lời Sengoku thì băng Rock tấn công God Valley để giết Thiên Long Nhân và Nô Lệ, còn Garp và Roger thì bảo vệ cho họ. Kết quả trận chiến là sự tan rã của băng hải tặc Rock với cái chết của Rock Decebek và sự biến mất hoàn toàn của God Valley trên bản đồ. Garp được phong danh hiệu anh hùng hải quân cũng nhờ chiến công này. Nhưng với những gì được tiết lộ trong chương 1095, câu chuyện xoay quanh biến cố God Valley đã xuất hiện nhiều dấu chấm hỏi, dẫn đến những thông tin từ miệng Sengoku không còn đáng tin cậy nữa. Cho tờ 1095 cho hay, God Valley bị buộc phải trở thành bãi săn cho các thiên long nhân, người dân bản địa và những nô lệ trên này phải đối mặt với cái chết và sau cùng hòn đảo này sẽ thuộc về chính phủ thế giới. Vậy thì với một nơi mà tai họa vốn đã chờ sẵn trên đầu những người khốn khổ ở đây thì liệu sự xuất hiện của Sebek là họa hay là phúc đây? Khi người ta đã quá khổ rồi, không thể khổ hơn được nữa thì có thêm điều gì đến cũng chẳng thể khác. Giờ trước sau gì cũng bị giết, vậy thì chết dưới họng súng của Thiên Long Nhân hay lưỡi đao của hải tặc đâu có gì là khác biệt, phải không anh em? Rõ ràng lời kể của Sengoku là một câu chuyện đã được cải biên, một nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật thì không còn là sự thật nữa. Ông ta không góp mặt trong đoàn bảo vệ tới God Valley, vì vậy Sengoku cũng chỉ nghe kể lại thế, còn sự thật Garp không bao giờ tiết lộ vì bằng chứng đã bị chôn vùi cùng với hòn đảo. Câu hỏi tại sao băng Roger và băng Rock cùng có mặt ở đây sẽ cần thêm thời gian mới có thể trả lời. Nhưng nếu Goldie Roger chứng kiến hành động tàn bạo mà đám thượng tầng đã và đang làm ở God Valley, rồi còn cả Garp nữa, tại sao họ lại phải bảo vệ cho lũ súc sinh đó? Điều buồn cười nhất chính là cái tên liên minh tạm thời giữa Garp và Roger. Khi mình làm content cho video này thì vẫn chưa có thông tin về chương 1096. Tất cả chúng ta đều mặc định Garp và Roger buộc phải hợp tác để chống lại một kẻ thù chung đó Rock Decebek. Nhưng nếu kẻ họ chống lại là kẻ đang muốn tiêu diệt đám thiên long nhân tàn ác, bày trò săn con người để mua vui, thì việc Roger cùng Garp đang bắt tay nhau bảo vệ cho đám rác rưởi đó liệu có đúng hay không? Mình không nói Rock Decebek là một người tốt, một hải tặc tốt vì chúng ta chưa biết gì về hắn, nhưng có một điều mình dám chắc chắn chính là đám người mà Decebek định giết là người xấu. Việc Sengoku nói Garp và Roger hợp tác để bảo vệ thiên long nhân cùng nô lệ, chẳng cần biết Rock có định giết các nô lệ hay không vì số phận của họ vốn đã được định đoạt từ trước khi băng Rock tới. Decebek có muốn giết hay không thì cũng vậy, nên có thể lời kể của Sengoku chỉ là đổ tội cho băng Rock chứ chưa chắc chúng đã làm thế. Đằng nào sự việc cũng xong rồi, nếu cần một kẻ nhận trách nhiệm thì cứ đổ hết lên đầu người đã chết, vì người chết không thể thanh minh được. Suy cho cùng thắng làm vua, thua làm giặc mà. Trở lại vấn đề liên minh Rogap, đây thực sự là bí ẩn lớn nhất và chúng ta không còn câu chuyện từ một phía nữa. Hồi tưởng của cơ mà đang cho thấy góc nhìn từ chính những người trong cuộc, những kẻ mà Roger và Garp cứu chính là bọn gây ra tội ác tại God Valley mà mình gọi là phản diện của phản diện. Nếu Rock Decebek chỉ đơn thuần là một kẻ tàn ác, mang sự chết chóc đến bất cứ nơi nào hắn xuất hiện như lời Sengoku nói, và hắn đến God Valley với ý định tàn sát tất cả, từ thiên long nhân, nô lệ cho đến người dân God Valley, điều đó khiến Roger của Garp buộc phải ngăn cản thì câu chuyện đã không còn gì để bàn. Nhưng nếu không phải vậy thì sao? Nếu mục tiêu của Decebek chỉ là đám thiên long nhân và sự hiện diện của băng Rock ở đây chính là sự cứu rỗi cho người dân cùng nô lệ khỏi án tử, nhiều người nhờ đó mà thoát nạn như Kuma, Ivankov và Ginny, thì hành động của Garp và Roger có còn hợp lý nữa không? Có lẽ sau khi chứng kiến được bộ mặt thật của đám rác rưởi thiên long nhân mà Garp vẫn phải bảo vệ chúng và thậm chí còn hợp tác với hải tặc để đối trở thành câu chuyện mà ông không bao giờ muốn nhắc đến. Tuy nhiên Garp có lý do để chống lại Rock Decebek, Roger cũng vậy. Những thứ mà Garp và Roger thật sự muốn bảo vệ trên hòn đảo đấy là gì? Có lẽ câu chuyện mà chúng ta nghe từ miệng Sengoku mới chỉ là một nửa của vấn đề. Rock Decebek tấn công God Valley với ý định hủy diệt tất cả. Garp và Roger đánh bại hắn và cùng lúc giải cứu tất cả nô lệ cũng như người dân vô tội. Và câu chuyện thật sự tại God Valley là Garp và Roger liên minh để cứu người dân God Valley cùng những nô lệ thoát khỏi tay chính phủ thế giới và băng hải tặc Rock. Vậy những người dân cùng nô lệ đó đã đi đâu? Câu trả lời nằm ở Kuma và Ivankov, và có thể trên hòn đảo này sẽ xuất hiện người đó, người sau này đã trở thành mối nguy hại lớn nhất với chính phủ thế giới, người mà thời điểm đó chỉ mới là chàng thanh niên 17 tuổi, Mankind Dragon.
Ông đã đưa toàn bộ nạn nhân trên đảo rời khỏi Gopalay, thậm chí còn đánh cho Sakazuki một trận, và những con người ấy đã tạo ra đội chiến binh tự do, tiền thân của quân cách mạng sau này. Hành động hủy diệt hoàn toàn Gopalay không phải kết quả của trận chiến, mà là cách đám thượng tầng dùng để che giấu sự thật, đó là trò chơi vô nhân đạo bị phơi bày trước mặt hải quân cũng như hải tặc, cho đến sự xuất hiện của mầm mống quân cách mạng tương lai. Chỉ còn lại sự thật duy nhất mà chúng vẽ ra chính là Phó Đô đốc Gáp đánh bại bằng hải tặc Rock. Câu chuyện hệt như lần Smoker được thưởng công, tự dưng không làm gì lại trở thành anh hùng cứu cả Alabasta, đánh bại Crocodile. Còn anh hùng thật sự là một hải tặc, cả thế giới chẳng ai biết được chân tướng là gì. Điều duy nhất mà người ta biết như là một nhà hiền triết từng nói, kẻ chiến thắng chính là chính nghĩa. 2. Big Mom phản bội Rock vì Polyclip. Câu chuyện tiếp tục với danh tính kẻ phản bội và lý do khiến Roger lặn lội tới tận vùng biển Tây xa xôi. Theo mình, nguyên nhân xuất phát từ Polyclip hải trình, bằng cách nào đó mà Goldie Roger nghe được giọng nói của phiến đá ở God Valley. Cũng có thể ông tình cờ đi ngang qua đây rồi nghe thấy, và đó chính là phiến đá của Big Mom. Chúng ta biết vị trí của 3 trong 4 Rock Polyclip, 1 nằm ở đảo Dư và 1 ở Wano. Cả hai vẫn ở yên vị tại đó. Phiến đá thứ 3 vốn dĩ được đặt cạnh Polyclip khắc lời xin lỗi của Joy Boy trong khu rừng dưới đảo người cá. Hiện nó đã biến mất và được đồn là nằm trong tay một người đàn ông có vết sẹo bỏng. Vậy còn Rock Polyclip ở đảo Bánh thì sao? Totoland phải rất lâu sau mới được thành lập, thế thì Big Mom lấy nó ở đâu? Mình đang nghĩ tới God Valley, nơi này có một phiến Polyclip mà người bản xứ cũng chẳng hiểu gì về nó, ngay cả chính phủ cũng không biết luôn. Chỉ có Goldie Roger nghe thấy giọng nói của phiến đá, nhưng nó đã bị nâng tay trên bởi Big Mom. Charlotte Linlin chính là kẻ phản bội chứ không phải là dấu trắng. Bố già từng từ chối thu nạp Odin vì tấm gương băng Rock năm xưa vẫn còn đó. Kado thì nhiều lần nói bản chất của hải tặc là gian trá, phản chắc, lại từng đe dọa Big Mom, dọa sẽ giết bà ta nếu bà ta dám mò đến Wano. Cho nên mình mới nghĩ Big Mom là kẻ tạo phản. Kado rất căm ghét việc đó vì bản thân hắn từng bị vương quốc Vodka phản bội. Ở nữa, Big Mom lại có công dìu dắt Kado khi còn là tập sự, cho nên ông ta càng thất vọng với hành động đó hơn. Có điều món nợ cả đời quá lớn, Kado không thể trả lại trái Uonomi, nên dù rất khó chịu vẫn phải miễn cưỡng liên minh với Big Mom. 38 năm trước, bà ta vì muốn chiếm đoạt Rock Clip cho riêng mình nên đã phản bội đồng đội. Khi Rock và Roger đánh nhau, Linlin đã nhân cơ hội cỗ mất phiến đá và một trái quỷ. Nhưng niệm tình thằng em thân thiết mà bà ta mới tặng nó cho Kaido để hắn tự lo nốt, còn phiến đá được mang đi khỏi God Valley. Sau này, Roger đã lừa Big Mom bằng cách gạ mụ hợp tác. Có lẽ ông giả vờ mình đã có 3 phiến đá kia, lừa Big Mom cho mình xem Clip của bà ta rồi cùng nhau chia kho báu. Âu cũng là của thiên trả địa. Đó là toàn bộ giả thuyết của mình. Cảm ơn anh em đã xem hết video này. Nếu thấy hay thì đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh Chuyện Tổng Hợp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.